Mong quý vị biết rằng cái người mà ta sanh cả đời mà ta bự con cao ráo là phước ta lớn. Thí dụ như những con vật đi, mà con vật nào nhỏ nhất là phước kém nhất. Còn con vật nào mà to nhất là phước nó đang lớn. Nên con vật đó khi mất đi là nó chuyển biến làm người liền. Còn con vật mà nhỏ nhất là nó phải có công đoạn thời gian dài. Nên vì thấy con vật nhỏ nhất tuổi thọ ngắn nhất. Con vật mà to bự thì tuổi thọ nó lâu. Con người nào mà sanh ra đời cao ráo bự con là con người này phước lớn hơn con người lùn xỉn. Phải nhớ nghe. Nên từ nơi đó mà cái người mà lùn là phước nó ít hơn là cái người to con. Thêm cái nữa là gì? Thí dụ những đức lùn đi, là do cái gì biết không? Là do đời trước cũng tu mà lại xem thường người khác. Đi ngang người không biết lễ kính, đi ngang thượng Phật không biết cúi đầu. Đó, gặp quý thầy không biết chắp tay, ai với đạo Phật cúi đầu. Ít bao nhiêu chịu cúi đầu với ai. Kiêu ngạo ngã mạn. Đời trước cũng cao mà đời này sanh ra bị lùn. Là do gì? Thiếu sự cung kính. Nên mình lùn là mình biết rồi đó. Còn nếu đời này mà mình không cung kính, đời sau nó lùn nữa. Nó nói gì cho cái ông lùn xỉn kia không biết. Hiểu không? Không, những đức cũng nói những đức lùn mà. Hiểu không? Ví dụ như những quan đồ ta cao mét tẩy mấy đó. Nó, mét tẩy mấy. Nó, những thịnh mà mét cũng hình như 6 mấy. Những đại chắc cũng cỡ mét 70 không ta? Hên luôn, bảy mấy luôn nha. Mấy ông này cao cao không? Nó, những đức cũng không đơn giản. Nhiều cô, nhiều cụ hỏi, ủa thầy mét mấy, thầy nói, muốn cho nhiều cho. Hả? Hiểu không? Nên, không, tôi cũng không đơn giản đó. Bữa đó, mới đây thì hôm qua tôi đo thử. Tôi lấy dây đo thử, đang tôi đặt cái quan tài. Không, lấy dây đo đo mà, kêu cô kia đo đặt cái quan tài để trong phòng. Để mỗi ngày nhìn cái quan tài, để nhìn vô thường á. Thì đo cũng được mét 64. Ngon lắm vậy. 64 được lắm vậy đâu, hiểu không? Này là dạng trung bình á. Đời trước gọi là cung kính trung bình, hiểu không? Còn mấy người mà quá lùn là gọi là cung kính dưới trung bình. Đời này phải tăng cái tâm cung kính lên. Ấn Tổ nghe nói một phần thành kính là được một phần lợi ích, 10 phần thành kính là 10 phần lợi ích. Còn thiếu sự cung kính là khó học đạo. Thiếu sự cung kính là khó học đạo. Phải nhớ kỹ nghe, cái tâm cung kính và tâm biết ơn cực kỳ quan trọng. Và khi học tập chọn đúng một tiêu chuẩn để học tập, một người học đúng một người, không thể nào một lúc đi hai con đường được. Phải nhớ đó, từ nơi đó mà chúng chùa mới ổn định được. Nên có một câu nói nè, không gì quan trọng bằng nuôi huệ mạng. Nên nhớ, mình đến với cuộc đời này, Phật nói nghe, được thân người khó được, gặp Phật Pháp khó gặp, gặp tịnh độ khó gặp, gặp thiệt với thức, nhiệt tình đem tịnh độ giới thiệu càng khó hơn. Bây giờ những cái khó này đã gặp được rồi, thì đã ở trong ngôi nhà Tam Bảo, mỗi ngày niệm Phật. Dù làm việc bận bịu cỡ nào, nhưng cái việc quan trọng cực kỳ của chúng ta là dưỡng cái tâm của mình siêng năng niệm Phật. Đây là nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình. Còn nếu như mà lao theo công việc cực khổ lo làm mà không chịu nuôi huệ mạng, không chịu niệm Phật, là phiền não nó ập đến một phát là sạch huệ mạng. Mà huệ mạng đã mất rồi là con đường chúng ta đi là tương lai là tam đồ ác đạo. Đó. Nhớ nè, không có một cái Phật sự nào bằng cái Phật sự niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phật sự niệm Phật cầu sanh cực lạc là Phật sự quan trọng nhất của con người đi tu. Nên tất cả việc trong cuộc đời này chúng ta làm là một cái trách nhiệm nhiệt tình hết mình giữa con người đến với con người. Nhưng cái mà chúng ta đi tu là một điều quan trọng nhất là chúng ta phải nuôi dưỡng huệ mạng, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là quan trọng nhất. Nhớ nghe, cái này là quan trọng lắm á. Buồn giận người khác là một điều rất dại khờ. Nhớ. Quý vị coi tất cả người trong đây mình sống với nhau, mình có buồn giận người khác không? Buồn giận người khác là một việc làm rất dại khờ. Nhớ. Cái này là quan trọng lắm á. Buồn giận người khác là một việc làm cực kỳ dại khờ. Đừng bao giờ làm việc dại khờ này. Nà. Làm việc dại khờ này là quý vị biết rằng là mình đúng là
mình mỗi ngày chuốc lấy phiền não. Dù mình là người đứng trên đây, mình chỉ dạy, mình nói chuyện hết lòng hết dạ cho họ, nhưng họ không nghe lời mình, họ có cái quả báo của họ. Mình nhiệt tình, mình sắp xếp hết lòng hết dạ, chứ mình không có nên bực bội khó chịu họ làm chi, để mình chuốc thấy lấy cái dạy khờ. Nên chúng trong chùa mà sống đông gì mà nghe nhắc nhở, chỉ dạy thường xuyên, đây là cái quan trọng lắm. Quý vị nhớ, đừng bao giờ cho rằng những cái văn tự đơn giản mà mình đi bỏ qua. Tại vì mình chưa làm được mà mình bỏ qua cái gì? Nhiều người học đạo là người ta chạy theo văn tự, người ta lao theo văn tự. Cuối cùng người ta bỏ đạo là vì sao? Người ta chạy theo văn tự, giết rồi, người ta không làm được, người ta nản lòng với đạo, nên người ta bỏ cuộc. Nên có người học đạo là bắt nguồn từ cái thấp nhất, cái đơn giản nhất, cái bình dị nhất, thường được nhắc, gần gũi nhất, để làm chi? Để mình tiếp nhận Phật Pháp, để mà mình hành trì. Tại vì Phật Pháp là nó đi vào từ hành trì mà đạt được kết quả. Nếu như mình chạy theo văn tự mà mình không hành trì là nhất định mình nhạt nhẽo với đạo và bỏ đạo 100% luôn. Tại sao những đức học đạo mà có cảm giác với đạo? Là vì những đức hành trì cái trong đạo mà những đức có cảm giác với đạo. Còn nhiều người tại sao người ta học đạo tu tịnh độ mà người ta bỏ đạo? Là vì người ta chạy theo văn tự cao xa. Và người giảng pháp thường xuyên người ta muốn thay đổi văn tự, hoặc làm sao văn tự bay bổng lên để chứng tỏ rằng mình là người hiểu biết, người thông suốt Phật Pháp. Từ nơi đó mà người ta cứ thường lập luận những văn tự rất là cao, cái thay đổi hoài, mà người nghe thì không hành được. Không hành được mà chạy theo văn tự lâu ngày thì những con người này phần nhiều là gì? Bỏ đạo. Quan trọng lắm đó quý vị. Nên tại sao có những câu mà những đứa cứ nhắc tới nhắc luôn, nhắc hoài để làm chi? Để con người người ta làm được. Nó làm được. Câu Phật hiệu này cứ nhắc hoài để cho người ta niệm đi, nhắc hoài cho người ta niệm đi. Cảm giác rồi không bỏ đâu, cảm giác rồi không bỏ đâu. Vì mục tiêu mình sanh cực lạc là nhờ Phật Di Đà rước mình. Mà mình không khuyên niệm Phật, mình khuyên cái gì? Cái nền dẫn là từ niệm Phật. Nên cái đề học này, mỗi người ăn chay niệm Phật sống bình an là đang cứu quả địa cầu. Quan trọng lắm. Nên mỗi một người mình ngồi nghe gì, mình có đau chân đúng không? Mình thẳng chân ra. Cái này nãy giờ không nhắc chắc cũng ngồi đau chân lắm không? Mình đau chân quá, đau chân mình thẳng chân ra. Mà cái người ngồi đầu bảng thẳng thì hơi kỳ. Từ cái hàng kế tiếp mà dài có biết sao là thẳng được đó. Thẳng bình thường đâu có gì đâu. Mình nói ô thầy đang giảng mà thẳng chân ra, mắt cung kính. Trong tâm nó đau, nó bực bội trong lòng. Nói hoài nghĩ đi. Đau chân quá. Hiểu không? Đó mới là mất cái sự cung kính đó quý vị. Nó còn mà đau chân mình thẳng chân ra, mình so chân, mình thoải mái, mình ngồi mình nghe. Chứ ông thầy ông ngồi trên ghế ngon quá trời, còn mình ngồi dưới mình đau chân. Con người cơ địa ai cũng giống nhau, thầy trò gì cũng giống hết chứ. Ông ngồi trên ông không đau chân chứ tôi ngồi dưới tôi đau á. Thì mình phải hiểu cái điều này chứ. Nên khi mình sắp chúng á, mà chúng người ta ngồi lâu quá đó, là mình cho người ta đứng lên. Thấy không? Cho người ta đứng lên, cho người ta thoải mái một chút đi, cho người ta ngồi lại. Nó giống như là mình sắp chúng tới cái giờ địa chung đúng không? Mình cho người ta đứng lên. Cho người ta đứng lên, cho người ta thoải mái, cho người ta ngồi lại bắt địa chung lên cho người ta niệm. Đó, ta niệm ta thoải mái, ta thoải mái xong rồi cho người ta giãn chân ra, thoải mái đâu vào đó hết trơn đi. Rồi bắt đầu mình nói chuyện vui vui vài câu, rồi mình cho người đứng phía sau này coi thầy qua chưa. Mà những đức vừa mới xuất hiện ở trên cái phòng là bắt đầu ở bên đây mình chạy vô mình báo là cho đứng lên. Chứ mình đừng có cho đứng lên sớm. Mình cho đứng lên sớm, lỡ như đức bên kia đang đi cầu gì chưa ra thì sao? Hiểu không? Ai biết được. Con người có những lúc nó bận kỳ cục. Hiểu không? Mình đang đi cầu gì, mình đang ngồi ở trong, mình gặn quá trời ở trong. Mình nghe bên này cung thỉnh chư Tăng Ni và đại chúng đứng lên, thầy chuẩn bị qua. Mình bên kia mình nói trời ơi. Mình chơi tá lả bên vô trong mình. Dự qua rồi, còn chơi tôi á, dự qua. Trời ơi, nó mới có 50. Kiểu đó là thôi, kẹt dữ lắm. Nên mình phải cho người đứng phía sau để coi chừng nào mà ông thầy ông xuất hiện, lúc đó mình mới cho đứng lên. Thì nó phù hợp giữa thầy và Phật tử. Nếu mình cho người ta đứng lên lâu quá đợi mình là cái gì mà để cho người ta đợi mình dữ vậy? Tổn phúc đức của mình sao? Nên mình nghĩ gì ông thầy? Tại công việc con người nó bất chợt, hoặc là những đức có khi những đức ngồi, những đức coi một hai đoạn văn, một hai câu gì đó. Có nghĩa là mình phải biết là con người mình nó bất chợt lắm. Có một lần trời bên hộ pháp là thường là cái mấy ổng cứ là vừa niệm địa chung xong mới cho đứng lên.
Thì mình cũng biết điều đó, mà cái bữa đó biết nó ăn cái giống ôn gì đó mà nó nó đi không được. Mà thường là mình sợ lắm, ngồi giảng pháp bất tử mà nó đau bụng thì mình chạy đâu. Nên trước giờ đó mình đi mà mình cũng canh đó, mà sao mình ngồi mình gặn hoài mà nó không ra. Trời ơi nó gì đâu mà nó thê thảm. Mà bữa đó mình nói mày chào mày, mày hại tao cái gì. Sắp sửa địa chung xong rồi kìa con. Mình làm ai với đạo Phật à, ai với... Trời ơi mà đúng là không phải dễ ăn quý vị. Nên từ nơi đó mà ngồi mà cuối cùng mà bên đây mà ông những ông vừa địa chung xong hôm nay à, tung thịnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng đứng lên. Mình ở bên kia mà nói trời chết mồ cho đứng lên mà chưa đắp y áo vậy trời. Giờ này mà còn ngay nhà cầu mình nói thử cái nữa coi. Trời ơi ơi. Rồi xong rồi vệ sinh cá nhân này kia, xong rồi ra bản đồ này kia đắp y nữa, nó mất thời gian cỡ 10 phút đồng hồ. Người ta đứng 10 phút đồng hồ người ta đợi mình, trong lòng mình nó ái nái. Nó ngại vô cùng. Này là nói thật lòng, nó ngại thì khi ta đứng đợi mình. Mình nghĩ mình là ai mà để người ta đứng ta đợi mình. Mình bây giờ mình để người ta đứng đợi mình là mình thiếu cái nợ thời gian. Sau này mình tái sinh đến cái cuộc đời này mình phải trả nợ thời gian hoài vậy đó. Mình trả cho tất cả những con người ta đứng ta đợi mình sao? Như Bác Hồ năm xưa mà khi Ngài mở một cuộc họp vậy mà nước lên, nước lũ vậy mà Ngài buông xe, Ngài đi đường đồng, Ngài chạy. Người ta nói rằng ôi chắc Bác Hồ không đến đâu vì mưa dấu quá. Vậy mà mới vừa nói xong câu đó là Bác Hồ phía sau đi tới. Thì người ta hỏi ủa vì sao mà mưa gió gì mà bác không nghỉ ngơi đi, chúng con thì có gì thì bữa khác họp. Nó không, tất cả các đồng chí phải nhớ mỗi một con người chỉ cần chờ tuổi 5 phút đồng hồ. Như vậy thì 100 con người là bao nhiêu phút, mà 200 con người là bao nhiêu phút. Tính là thời gian đó tôi đã làm phí phạm thời gian của các vị. Một bậc lãnh tụ mà đặc biệt chứ. Còn mình bây giờ thì thôi, xe cộ đồ nó kẹt quá trời. Khi chạy bộ chạy cũng không nổi với Bác Hồ. Thôi mình thông cảm một chút, hiểu không? Nhưng mà cái tư tưởng của Bác Hồ là đặc biệt đó quý vị. Những đứa đó từng tham khảo qua sách của bác. Bác Hồ là bậc lãnh tụ tuyệt vời. Nên học bác là học một người lãnh tụ đơn giản, binh dị, biết thương dân. Còn mình là người tu biết thương chúng. Đó, học được mà. Nên từ nó mình là người xuất gia, mình thương người ta đi. Và thượng nói những đức một câu như này: ông chỉ cần thương chúng sanh thì Phật thương ông. Đó, nhiệt tình thương chúng sanh đi thì Phật thương mình nè. Nên nhiệt liệt cực lực hết mình vì mọi người. Mình phải sống như vậy đó thì lương tâm mình nó an lạc lắm. Vì thấy lúc nào những đứa cũng an lạc, cũng vui hết á. Thấy rõ ràng không? Hồi chưa qua bên kia nói chuyện mấy bà cụ bên kia bà cười quá trời. Bên kia cái nhà ăn bên kia. Nó nên mỗi lần đi đến đâu là giúp cho người ta cười, cho người ta vui. Quý vị nhớ cái câu bố thí nhiếp nha. Mình đi đến đâu mình cũng rộng rãi, mình đi đến đâu mình cũng đem niềm vui cho người ta, người ta gặp mình ta mừng lắm. Còn mình đi đến đâu mà mình cũng bước vô mình mình kênh với người ta đó, người ta gặp mình đến người ta sợ. Ta gặp mình đến là người ta nói thôi 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 tránh đi, hung dữ ghê lắm. Gặp mặt nó chửi tá lả bên hơi xí ớn lắm, chốn đúng không? Vậy làm sao thành công được? Cái thành công của chúng ta là đi đến đâu người ta gặp mình ta thương, ta thích mình. Nó đó là cái thành công đó nghe quý vị. Mà mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc mà tự nhiên người ta gặp mình người ta sợ mình là không phải người niệm Phật cầu sanh cực lạc đâu. Đó, phải nhớ cái người niệm Phật cầu sanh cực lạc là dễ tính, vui vẻ, quan hỷ, không buồn giận người để trong tâm, nhưng lại nghiêm khắc đúng nơi đúng chỗ. Ngồi trên nhìn xuống thấy đại chúng của mình giống như quang minh phổ chiếu. Bên đây quý thầy, bên đây quý sư cô. Mà quý vị nhìn thấy quý thầy với quý chú mới xuất gia trẻ tuổi không à. Mà trẻ tuổi gì mà lo các cụ mới yên tâm. Thì sao phải không? Vì khi các cụ chết, ổng chưa chết. Nên tất cả các sư cô mà về đây tu các cô cũng yên tâm nữa. Tại vì mấy người này trẻ quá à. Phải chi mà mình về đây mình tu mà mình thấy ở đây phát đại nguyện đại tâm nhiệt tình, nhưng mà mấy ông này toàn cái dạng sáu mấy bảy mấy không thì mình cũng lo.
Tại vì không biết ai chết trước đây. Về để nương tựa mấy ổng, mà cuối cùng mấy ổng chết queo sạch nhách chứ. Mình còn phải làm đám cho mấy ổng nữa. Đúng là nó thê thảm. Nói trời ơi, tôi bỏ cốc đồ này kia tôi về để tôi tu, để cho mấy ông thầy ông chùa ông lo đồ, ông hướng dẫn tu đồ. Cuối cùng mấy ổng chết chứ. Lo muốn chết cho mấy ổng ngược lại. Hiểu không? Nên còn cái này thì quý vị nhìn á, những người già khắp nơi nơi mình nhìn. Bây giờ nhìn những người này, người ta trẻ tuổi không à? Thì người ta phục vụ Tam Bảo thì mình tuổi già, mình về đây mình tu học là mình yên tâm. Tại vì chắc chắn với người trẻ này họ phải sống lâu hơn mình thôi. Hiếm lắm. Một hai người chết bất tử thôi chứ. Đâu thế nào mà chết sạch nhách nguyên vàng này được. Hiểu không? Nên từ nơi đó là mình về đây, mình nương tựa ở đây, tuổi già là mình nương tựa ở đây là yên tâm 100%. Đó, nên á, cái đề học tập của chúng ta, mỗi người ăn chay ha, niệm Phật sống bình an, là đang cứu quả địa cầu. Nhớ nghe, cái quả địa cầu này nó nóng bức gì nè, là do nhiều con người người ta đang nặng nề, âu sầu, lo lắng, buồn phiền, mà cái sự nóng bức đó nó càng tăng thêm. Còn mình mà được niệm Phật, mình được tu hành, mình ăn chay, mình hướng thiện, thì cái từ trường thiện đó của mình nó phát lên, nó làm cho quả địa cầu này dịu lại. Nên tại sao mà chúng ta cứ thường tổ chức khóa tu, để nhiều người cùng tu, nhiều người người ta biết phát tâm ăn chay, người ta niệm Phật, để mà giúp cho cái quả địa cầu này nó mát lại, mà mình đang ở trong quả địa cầu này. Vì thì quả địa cầu nó mát lại thì chúng ta sẽ sống khỏe, sống tốt. Giống như bây giờ mình được bình yên, mình muốn nhiều người được bình an, chứ không phải là mình muốn hưởng cái bình yên bình an cá nhân, mà mình muốn cho nhiều người hưởng được cái bình an. Nên những cái buổi học tập này của đại chúng nè, nó có những ý nghĩa khi những đức học tập để quay phim lên. Là lý do vì sao? Một là chùa của mình người vô đây ở thường trụ là tuyệt đối không về, từ trẻ tới già không về nhà, là quyết định ở đây rồi đó, là lo cho đại chúng và tu hành, nuôi dưỡng cái bồ đề tâm của mình kiên cố. Nên những cái đoạn mà chia sẻ này để quay phim lên, để cho người nhà mình khắp nơi nơi coi thấy là mình còn sống. Đúng không? Khi 3-4 năm chờ không về, gặp những trận dịch bệnh, họ trong lòng họ nói không biết còn sống hay không. Điện thoại thì không có điện thoại được. Nhớ là người thường trụ ở đây là không có phải cái chuyện mà ở nhà điện thoại qua cái vị trí của ban tổ chức đồ này kia mà xin gặp người đó này kia, đâu không phải đâu. Mà là người ta vô đây là người ta miêm mặt, người ta lo, người ta tu rồi. Nên tất cả những người mà muốn vô đây ở thường trụ khắp nơi nơi là chuyện gia đình này kia phải giải quyết rõ ràng hết, đâu vào đó đàng hoàng. Và giao phó tất cả những việc đâu vào đó hết đàng hoàng. Để làm chi? Để mình vô đây mình tu, mình lo tu luôn. Chứ không phải rằng là vô đây tu rồi cái nhà việc này việc kia cái kêu mình về để giải quyết, không phải nghe. Nếu người thường trụ một người mà được như vậy thì nhiều người được như vậy. Như vậy thì cái nơi này nó trở thành một cái nơi mà không có quy tắc. Nên mình nói rất là rõ ràng, tuy là một hoàn cảnh nó rất trang hoàng, vô đây người ta lo hết cho mình và giúp đỡ cho mình cái chuyện khi cuối cuộc đời đặc biệt dữ lắm. Nhưng mà mình khi muốn vô đây ở tu luôn thì mình phải giải quyết tất cả cái việc ở gia đình của mình đâu vào đó đàng hoàng hết. Rồi mình vô đây mình tu, mà những đức khuyên quý vị nên làm điều này. Vì cả cuộc đời mình vì gia đình nhiều quá rồi. Bây giờ đến lúc mà chúng ta phải vì cái chuyện giải thoát. Mà vì cái chuyện giải thoát đây là vì tất cả thắng bằng quyến thuộc. Nên trong kinh Phật nói rằng một người thành tựu củ quyền thắng. Mình đi tu mà mình được thành tựu là củ quyền mình thắng. Từ nơi đó mình đi tu mà mình quyết định mình tu là mình vì thắng bằng quyến thuộc và vì chúng sanh đó quý vị. Nhớ nghe. Này quan trọng lắm á. Nên những đức từng nói với mấy người trẻ trẻ, những đức nói là mình phát tâm mình đi tu, mình kiên trì mình tu, mình kiên trì mình tu. Có những người người ta không tu nữa, người ta đi về ngoài đời, 5 năm sau mình tu, rồi 5 năm sau người ta ngoài đời nhìn lại sẽ biết. Năm xưa như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngày đi tu, ngày rất thông minh, ngày rất là học giỏi. Khi ngày đi tu, bạn bè ngày nói rằng, ủa bạn có bệnh không? Đầu óc bạn có vấn đề à? Còn trẻ mà đi tu cái gì? Còn trẻ mà đi tu cái gì? Bây giờ mình phải lo sự nghiệp chứ, mình đi tu cái gì?
Nhưng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài đã chọn con đường này rồi, là Ngài, Ngài đã quyết định Ngài đi con đường này cho tới cùng. Ai có nói gì Ngài cũng đi con đường này. 10 năm sau người ta gặp lại Ngài, người ta nói một câu rằng Ngài chọn con đường này đúng. Đúng là bắt con đèn sao. Đèn sao nó bắt lên cho nó sáng. Có bà già mới bắt bóng đèn sao đó. Mười năm sau người ta nói rằng là Ngài chọn con đường này đúng rồi. 20 năm sau thì có người đảnh lễ Ngài, nói rằng quá tuyệt vời con đường của Ngài chọn. Nên mình đi con đường này là mình phải có góc độ cho sâu. Dù ai có nói gì, ai có rủ rê gì, mình vẫn kiên nhẫn đi con đường này, về sau mình sẽ biết cái kết quả của nó đặc biệt lắm. Chính bản thân những đức đi con đường này, những đức là người ngoài đời, là bèo nhất, nghèo nhất, xấu nhất, tệ nhất. Bạn những đức là nhiều người bạn có khả năng còn đặc biệt hơn những đức nhiều. Nhưng xin thưa với quý vị, hiện tại bây giờ họ rất khổ hơn những đức. Và họ gặp những đức họ nói một câu gì? Thầy đi con đường này quá đặc biệt. Nếu cho tôi chọn lại, tôi sẽ tuyệt đối không có gia đình và tôi đi con đường này. Nên đây là cái đại chúng của mình thường trụ trong chùa ở đây quanh năm suốt tháng. Và hai dãy nhà này xong, số lượng người sẽ đến tu càng ngày càng đông. Đây thì có một số cô bên Đại Tùng Lâm, ban tổ chức làm việc bên đó. Rồi đây là quý thầy từ những quan với những đại, những thịnh, rồi những tịnh, một số anh em mới xuất gia. Bên đây mấy ổng đắp cái hậu vàng vàng lên cho nhìn thấy đẹp, nói cho rõ ràng. Hiểu không? Đó. Nên mấy anh em làm việc trong chùa rất là cực. Lâu lâu được quay phim, cha mẹ nhìn thấy con mình, ô bữa nay Chí Mèn nhìn đẹp trai quá. Chí Mèn đắp cái hậu lên nhìn quá không đủ. Cha mẹ mà vui, vui lắm thấy con vậy á. Nên mấy chú quay phim là không cần lấy những đức nhiều, quan trọng là lấy đại chúng rồi quay mấy cô phía trước này rồi nè. Người ta làm việc cực khổ ở trong nhà bếp đồ, mấy cô bên Đại Tùng Lâm, từ cô Thanh, cô Hải, rồi cô Liên Nhẫn đồ này kia luôn, rồi một số mấy cô đồ, tất cả các cô làm việc quay họ đồ, rồi mấy chú đồ quay đồ ở đây, mấy chú bên đây sau lưng, rồi mấy ông thầy phía trước, rồi đây mấy sư cô, như cô Châu đồ này kia, mấy cô làm việc bên nay ngồi đây quay phim đồ lên, gia đình người ta coi thấy ô Châu bữa nay nó sáng sủa. Đúng không? Đó, mình phải hiểu đó nghe. Quý vị phải nhớ rằng mỗi một con người chúng ta và cả bản thân những đức, nếu nói về cái chuyện mà được chụp hình của quay phim là những đức phái lắm. Nên quý vị nhớ, khi mà người ta cầm máy quay phim mà người ta quay ngay mình, mình phải biết diễn theo. Hôm qua những đức có một bài giảng là mỗi lần máy quay phim mà gà đến mình, người ta vừa cầm máy quay phim mà mình gặp người ta, người ta chưa quay mình nữa, mình nói nè, quay tôi một cái đi. Mình phải biết diễn như vậy. Và khi người ta quay mình cái là mình vui, mình chắp tay lên mặt mình tươi. Mình làm gì đó người ta thích quay mình. Còn kiểu mà bây giờ người ta cầm máy phim là người ta quay mình mà mình làm ê, đừng quay nữa. Rồi hoặc là người ta quay mình mà mình làm nè. Dù người ta có quay đi chăng nữa, người ta không lấy phim đó, người ta không lấy phim đó để vô cái phim chính đâu quý vị à. Không, khi người ta quay mình là mình là mình. Rồi là người ta lấy phim đó liền. Mình phải biết tu phước tu duyên trước công chúng. Tại vì cái phim này bao nhiêu người ta coi, người ta nhìn mình cái là ta muốn niệm Phật, nó ô trời công nhận người niệm Phật đẹp quá, sáng sủa đẹp. Vì thấy những đức đâu có đẹp gì đâu mà khi mà quay phim bị nhìn ở dưới nhìn lên, vì thấy những đức không hảo chứ không. Hiểu không? Nên mấy em nhớ là cái cách thuyết giảng trước công chúng là một cách tự nhiên á. Khi tự nhiên rồi là đạt. Có nghĩa là giảng hay dở chẳng biết, nhưng mà do cái động tác tự nhiên, cái sự diễn đạt nó rất tự nhiên, nó rất là hoạt bát sống động thì đạt chứ công chúng à. Đúng không?
Có nghĩa là nếu văn tự mình hay mà mình không được tự nhiên, cái sự diễn đạt của mình nó không thu hút là không hề. Đang nghe nó vẫn chán ngấy à, hiểu không? Nên từ nơi đó mà tất cả các chú quay phim mà ông đi vòng vòng ông quay ông gà tưng các cụ. Nhớ gà mà không trúng với bà cụ mà khi coi phim bà không kiếm được bả đó. Có chừng bà tìm mấy chú. Có bà cụ bên kia, bà làm việc mà mỗi ngày bà đi hốt rác. Rồi xong khi quay phim, làm phim mà quên để cái đoạn bà vô. Bà nói vậy nè, hốt rác, ginh, muốn sệ cái mông luôn. Vậy mà phim quay không thấy một cảnh nào có mặt trong đó. Toàn là đi quay mấy con nhỏ trẻ không. Thấy chưa? Nên từ những câu nói đó mà mình nghe mình phải để ý. Nên khi mình đi quay phim là mình phải để ý quay. Mà thêm cái nữa là khi người ta quay đến mình phải tươi vui thì người ta mới thích quay mình. Cái cảm giác của người quay phim thích quay một cái cảnh đẹp. Mà mình vui, mình cười, cái mặt mình tươi thì người ta lấy. Còn gặp mà quay tới mình mà mặt mình làm nè. Ai lấy? Cô quay cô không lấy, ai mà lấy cái cảnh kỳ cục vậy? Không lẽ mình gieo duyên ngủ cho người ta? Mỗi người ta coi tới mình cái là thật cái bà gì đó mà thầy giảng vậy mà bà ngồi bà ngủ kìa trời ơi. Cái ngủ còn nhiều nước miếng nữa chứ. Từ nơi đó bị biết nó cái đó nguy hiểm. Nên những đức khi chia sẻ đoạn này bị thấy ai cũng tươi rối thấy chưa? Quay cái phim mà quay lại cái hoặc là mấy ông phía trước ông cao quá, phía sau ông lùn xỉn. Mình phải đứng, mình dối cái máy quay phim, mình đưa lại cái đoạn phía sau để cho mấy cái ông mà lùn phía sau dính. Đúng rồi. Dính mấy ông phía trước, mấy ông cao, ông đậu sạch nhách, còn mấy ông phía sau lùn xỉn, cái dính cái lỗ mũi. Ở đây coi, cha mẹ ở nhà coi nó trợ chí màn sao quay nó dính lỗ mũi không phải trợ. Chí màn, thấy không? Chỉ có một cái chú ổng nhỏ xíu con à, cái ông mà đóng sạc lô với hởm á. Nó phải cho ổng phía trước tội nghiệp ổng. Thế ổng lùng quá mà để phía sau. Ép đài quá. Nên quý vị biết rằng á, cái đây là cái đại chúng chùa mình không mà cứ lâu lâu những đứa qua là những đứa cứ qua thì thường xuyên nhưng mà lâu lâu là có một buổi nói chuyện gì nè. Ở bên đại Tùng Lâm là có các cái nhà văn hóa như đức giảng quá được là do gì nó vang âm thanh đó quý vị. Nên á, những đứa cũng sắp xếp cái nhà ăn. Tại vì sao phải quay chúng? Cái đó là tại vì cái này là thường chủ mình. Còn cái người cộng tu mà cứ lễ lọc chủ nhật quay liên liên. Còn bây giờ tới cái người thường chủ trong chùa. Có nghĩa là mình á, những đức mong làm sao mà tất cả những người chủ trì, người quản chúng của chùa chiền nên quan tâm cho cái người vô chùa mình ở. Tại vì người ta buông hết vạn duyên, người ta vô chùa, người ta sống với mình. Quý vị nhớ nè, dù có ai cúng dường nhiều tiền cỡ nào đi chăng nữa mà đối với cái người thường trụ của mình là người thường trụ phải hơn người cúng nhiều tiền. Nhớ nghe. Bây giờ những đức hỏi quý vị, một bên là đem tiền đưa, một bên là đưa mạng, quý vị chọn cái nào? Không lẽ quý vị nói tiền quan trọng hơn mạng? Mạng quan trọng hơn tiền chứ. Người ta vô người ta sống với mình, người ta không về nhà là người ta cúng dường mạng người ta cho Tam Bảo rồi. Đối với cái người thường trụ, người đi theo mình là người quan trọng hơn là người cúng dường nhiều tiền. Còn nếu như mà mình có luôn luôn quan trọng cái người cúng dường nhiều tiền mà mình quên đi người thường trụ thì có người thường trụ đâu lo chùa chiền mình mà thịnh vượng. Đây là cái quan trọng nha. Quan trọng lắm á. Nhân đức mong rằng những người chủ trì chùa hay quản chúng chùa nên chúng ta nên xem xét câu này để coi lại những việc mà mình lo cho ngôi Tam Bảo ở chùa mình. Thí dụ như chúng chùa mình đã cực, chuyện gì đáng cực thì cực. Còn cái chuyện mà đừng cho chúng mình cực thì đừng nên cho người ta cực. Chứ đừng bao giờ mà lôi chúng mình ra bắt làm những việc mà để phục vụ cho những người người ta đi đến chùa mà không cần thiết. Những đức xin thưa cho quý vị biết là tuyệt đối không bao giờ những đức làm cái chuyện mà một vị Phật tử nào giàu cỡ nào cúng dường cho Tam Bảo nhiều mà những đức nói là ngồi ăn cơm với họ mà bắt người thường trụ phải đứng hầu, không có chuyện này đâu. Không bao giờ từ xưa tới giờ những đức làm việc này. Dù có cúng bao nhiêu tiền, những đức cũng phải ra nhà ăn ăn cơm chung với chúng. Rồi người đó cũng ra nhà ăn ăn cơm chung với chúng. Là người thường trụ trong chùa là phục vụ đại chúng, chứ không có cá nhân riêng ai cả. Nhớ nghe. Ví dụ như sau này có những người nào có cái địa vị gì thì mình cũng dọn cho họ một cái bàn.
ngồi ở vị trí nào cũng là chung chung với mình, rồi cũng phải ra nhà ăn cùng ngồi ăn cơm chung với đại chúng. Vì sao? Vì tạo phước duyên cho họ lớn, gần gũi với đại chúng. Trong kinh Phật nói là đức chúng như biển cả mênh mông. Nếu như mà bây giờ mình tách họ ra là họ đi đến chùa, họ chỉ ngồi có với mình à, còn chúng thì sao? Đó, nên chúng vô chùa mình là phục vụ, là phục vụ chung, không có cá nhân riêng ai cả. Còn riêng bản thân những đức ăn cơm thì có người bới giùm miếng cơm cho những đức ăn. Cái chuyện này thì không có gì cả, chứ đâu phải phục vụ gì đâu. Nhưng những đức đi qua đây như cô Châu có nấu ăn là cô gì đó, cái cô nấu cơm, nên thì cổ bới miếng cơm cho những đức ăn. Vậy thôi chứ có ai nấu cho những đức ăn riêng biệt đâu mà ăn riêng chi. Ăn riêng bậy bạ chúng độc chết. Dễ chúng độc hơn ăn chung. Vì ăn chung thì có gì chết thì chết cả chùa. Họ nấu riêng họ bỏ thuốc độc dễ quý vị, hiểu chưa? Còn nấu chung mà bỏ là chết cả đám, thì từ từ đó khó chết lắm. Tại vì cái một người thì dễ chết, chứ đông người muốn chết hết không có dễ đâu. Nên ăn chung mà dinh dưỡng cũng cao hơn. Nhưng Đức hỏi quý vị nè, một ký đậu hũ mà nấu nó bổ hơn là một miếng đậu hũ chứ? Mình bỏ 1 ký đậu hũ vô mình nấu thì cái chất bổ nó vẫn bổ hơn là một miếng đậu hũ. Nên từ nơi đó ăn chung dinh dưỡng vẫn cao hơn ăn riêng. Đó. Quý thầy trong chùa mình, quý sư cô trong chùa mình là không có cái chuyện mà mình ăn chén vàng, chén gì riêng biệt. Tại chúng chùa mình đã cực rồi, đông người, tương lai càng ngày càng đông, cả ngàn người thí dụ đi. Bây giờ cái người ban phục vụ người ta đã quá cực rồi, bây giờ mình còn đi bài bố làm chi cho bản thân mình, để cho người ta cực tiếp. Nên mình ăn cái chén nào cũng được, miễn đồ ăn chất lượng là được rồi, đúng không? Cái chén vàng mà đồ ăn không ngon thì cũng dở à. Cái chén xanh, chén đỏ gì cũng được, nhưng mà đồ ăn chất lượng thì ngon. Nó cái quan trọng vẫn là đồ ăn, nó chứ không phải là cái chén. Mất công làm ta cực chưa? Đó, rồi khỏi cần rửa riêng, ướp riêng gì mệt. Ai cũng là cái miệng mà rắn. Thì bữa nay mình ăn cái chén này của họ, ngày mai họ ăn cái chén của mình, nó có tình cảm hết. Bữa nay mình gấp đôi đũa này, ngày mai họ cầm đôi đũa mình họ gấp, miệng cũng dính miệng được với nhau. Nó có tình người. Nó có cụ. Nhờ vậy đó mà chúng chùa mình đông là vì sao? Vì nó có hương vị, nó có dính chút hương vị. Nó giống như con kia mà mình nuôi nó đó. Mình muốn cho nó đi theo mình suốt luôn. Lâu lâu mình phun miếng nước miếng vô cơm mình trộn trộn để cho nó ăn, là tự nhiên nó ăn miếng nước miếng của mình là theo mình suốt. Nên con người mà có dính chút nước miếng nó thương ghê lắm. Hiểu chưa? Đúng không? Nên chùa mình ăn chén chung, ăn đũa chung là chắc chắn không chạy khỏi dính miếng nước miếng của thầy, quý sư cô, quý Phật tử, các cụ dính chung. Đó. Nên cái tình cảm nó nên chùa mình, tại sao ai cũng đẹp? Vì an tâm. Nó ăn chay an tâm vui vẻ, không có lo âu. Nên chúng chùa khi quay phim lên, mọi người người ta coi người ta nói sao mà nó đẹp gì mà nó đẹp lạ đẹp kỳ. Mà cũng là cái lỗ mũi cái miệng với hai con mắt. Có người cũng mắt hai mí, có người mắt hí, có người thì mắt cũng chút xíu, có người thì cũng miệng rộng, người miệng nhỏ, người thì miệng có duyên, có người thì cái miệng cũng không có duyên. Như những đứa cái miệng có duyên gì đâu. Rồi có người còn răng, có người cũng không có răng. Nhưng mà lạ thay, khi mà quay phim lại là nhìn chúng mình là quang minh rực rỡ. Là vì sao? Vì cái thiện tâm. Vì cái thiện tâm nó phát lên. Tướng cho tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cái tướng là hoàn cảnh này là từ cái tâm của người thiện nó sanh ra. Mà cái tâm của người thiện này nó sanh quang minh. Mà quang minh này cặp mắt thường không nhìn ra. Nhưng mà khi quay phim lên, mình thấy nó có một cái gì đó lợn cợn mà nó cái đó là gì? Tâm thiện nó phát ra đó quý vị, thấy không? Đó, nên nói cái tới chỗ này mới thấy tâm thiện sanh quang minh. Đó, thấy chưa? Nên quý vị coi có chúng chùa mình sao mà nó dễ thương gì. Ngồi nghe pháp mà thấy dễ thương mình. Hiểu không? Đó. Quý thầy mà nào là chuỗi trắng gì, chuỗi này chuỗi kim cương hay gì. Đó, nó rực rỡ nữa không? Đó, nên cứ những đức thấy cái này là nó ý nghĩa nhất này. Rồi khi xong rồi nghe, bữa nay những đức thay đổi chương trình lại một chút. Đó là những đức cho mua người hủ kem.
Xong rồi thầy cô, chú bác, mợ dì, chúng ta cùng mọi người ăn kem, đại gia đình mình cùng ăn kem. À, thấy chưa? À, ăn kem xong rồi bắt đầu mình đi ra ngoài, quý thầy đi trước nghe, quý sư cô đi theo, rồi tất cả các cô trẻ này đi theo, rồi các chú, rồi các cụ đi theo. Cái nguyên một cái đoàn đó, đèn đồ bật rực rỡ lên nha. Cái đặt cái máy quay phim quay từ quý thầy qua từng lượt người quay. Mình đi ra đi từ từ, thấy không? Từng bước thầm. Nó đi. Đó. Cái mình ra ngay cái đài quan âm rồi đó, bắt đèn rồi cho sáng rực rỡ ngoài đó lên, bắt đầu là gì? Quay cái cảnh mà ra xá vật. Nó tự nhiên nó làm hình thành một cái bộ phim mà gọi là mà chúng của chùa, tự nhiên người ta từ xa người ta nhìn, hoặc người ta coi qua cái này, cái nó công nhận. Nhìn chúng chùa này mê quá. Ta coi người ta mê á, thấy cái chúng chùa tăng ni, rồi sao mà vô đây cái quy tắc tu hành, rồi tu hành làm việc phục vụ chúng sanh, có giống như có ý nghĩa của cuộc đời đi tu. Rồi không phải cần đi nhận cúng dường chỗ này chỗ kia làm chi, toàn là ở trong chùa lo niệm Phật để dưỡng bồ đề tâm, trưởng dưỡng lòng từ, và phát cái nguyện tu hành để phục vụ chúng sanh, để niệm Phật cầu giảng sanh. Từ nơi đó mà tự nhiên người ta coi qua cái ta thấy từ quý thầy nó trẻ nè, quý sao rồi quý chú đồ, quý sư cô đồ, nhìn ai cũng sáng sủa. Tự nhiên người ta nhìn từ đó mà người ta thích đến nơi đây người ta tu. Đây cũng là một cách phát triển đạo tràng. Và ta nhìn xuống bên dưới các cô bên đây là cư sĩ mà cạo đầu ha, tự nhiên thấy sáng sủa đàng hoàng. Ta nhìn qua bên đây thấy mấy chú bên đây ha, mấy chú lớn tuổi mà chú nào cũng trẻ nhìn dễ thương. Nhìn xuống dưới có thấy mấy bà già nha, đội nón đen công nhận đẹp thiệt. Ta nhìn từ đoạn ta nhìn thấy là thích. Thấy không? Đó. Mà cái đây là một cái quý vị phải nhớ câu nghe. Tốt thì khoe. Còn xấu thì đưa ra biển. Hiểu chưa? Cái này là được mà, tốt mà. Quý vị coi một cái ngôi chùa xây lên trong vòng nửa năm mà hình thành 400 người tu. Quý vị coi, chỉ có pháp môn Tịnh Độ và chỉ có cái quay đức của hòa thượng, nhân viên của quý thầy, quý sư cô, quý chú, quý cô, quý cụ nhiệt tình tu, nó hình thành cái một đạo tràng được lớn gì mà mau thành tựu gì. Thì đây là tốt rồi. Tốt thì bây giờ mình nêu lên để cho nhiều người, người ta đến hưởng cái tốt cùng với mình. Giống như mình có một cái bánh ngon mà mình rủ nhiều người cùng đến ăn, thì cái bánh ngon mình có ăn hoài. Còn nếu như cái bánh ngon của mình ăn mà mình chỉ biết giữ mình ăn, thì mai mốt mình ăn hết ai cho mình ăn. Nên những đức nói rằng chúng thường trụ trong chùa nghe, lễ lọc này kia người ta đem cúng cái gì là đem ra cho ăn hết, ăn sạch. Nó đem cho sạch, cho không còn miếng gì luôn. Ngày mai nấu cháo ăn chưa? Không. Phải nhớ cái tâm con người mình như vậy đó. Khi mà xong ngày mai rồi, chúng muốn ăn cái gì mua cho chúng ăn. Nhưng khi người ta cúng rồi đem cho ăn hết, lễ lọc dưới quan âm hay lễ này lễ kia, người ta đem lại cúng cái gì là đem cho ăn nấy liền. Chỉ có trái cây gì được là giữ lại để chi, để cúng Phật tượng trưng. Còn bao nhiêu cắt gọt cho người ta ăn hết. Mình mà làm đúng vậy đi thì cái sự nhiệt tình của mình cảm hóa Phật tử, mà cảm hóa người ta, đột phá nội tâm người ta, con người ta từ hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn, người ta mở tâm lượng ra, chùa mình sao thiếu, không bao giờ thiếu. Đó, một hoàn cảnh như vậy nên quý thầy này, quý chú, quý cô, quý cụ, quý sư cô tu, bây giờ mình mạnh dạn vô cùng. Cha mẹ mình mà muốn vô đây tu là mình mạnh dạn lắm, rất là mạnh dạn luôn. Đó. Vô là mình lo liền, có hoàn cảnh sẵn, có nhà cửa sẵn, hòa thượng xây đầy đủ hết chứ. Đó, nên mình học theo cái ơn đức của hòa thượng. Ngày 82 tuổi mà nghe nói hồi sáng là ngày qua bên bảo tháp bên bển là chuẩn bị cắt một cái nhà bên đó, với xây nhà vệ sinh dài tiếng, cắt cái nhà mà bảo tháp kế nhà vệ sinh đó. Nên từ nơi đó mà Phật tử mà những đức thấy rằng ở nơi đây là cái quy đức hòa thượng và quý thầy đều quá nhiệt tình, nên đây gọi là cái mảnh đất phù sa. Mà cái nhân viên mà mình cúng dường á, là mình hỗ trợ ở nơi đây để mà tạo dựng lên cái ngôi Dạ Lam, mọc lên thêm nó để làm chi? Để nhiều người già về sau được nhờ. Bây giờ những đức năm nay 42 tuổi, những đức cực lực nhiệt liệt hết mình cùng chung tay với quý thầy để mà phát triển chùa chiền đạo tràng của hòa thượng xây. Để làm chi? Để sau này mỗi một cơ ngơ này quý thầy đều có một cái tâm nguyện nuôi người già, để cho tất cả người già khắp nơi nơi từng đợt già được về đây nương tựa. Người già này chết đi, người già kia đến, người già này chết đi, người già kia chết đến, mình chết đi thì tăng trẻ nổi lên.
Có nghĩa là từng đợt người như vậy thì quý vị biết rằng ngôi Tam Bảo mà được như vậy thì nó đặc biệt cỡ nào chứ, nó hạnh phúc cỡ nào chứ. Nên mới nói cái câu là chùa là tổ ấm ta về, chung tay xây đắp chẳng nề hà chi, công phu công quả hộ trì, già lam hưng thịnh, phước gì lớn hơn. Nên Phật tử khắp nơi nơi mà mình biết hộ trì một ngôi Tam Bảo mà gọi là đem giáo pháp của Phật Đà để truyền trao cho mình và truyền trao cho chúng sanh. Và cái ngôi Tam Bảo mà làm lợi ích cho chúng sanh thì mình bỏ hạt giống đầu tư phù hợp. Đầu tư phù hợp đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình chân thật mình phát tâm, chân thật mình phát tâm đó. Nên đi quay các cụ, quý vị biết cái môn giảng pháp mà vỗ tay nó cũng hay lắm đó. Vì sao quý vị biết không? Vỗ tay giúp cho người buồn ngủ mở mắt. Vì coi thí dụ như cái người ngủ gục bởi vì vỗ tay lên họ tỉnh liền nghe. Và cái môn thiết pháp mà lâu lâu quý vị hét một tiếng mà phải hét có lực. Hét có lực nó mới làm ảnh hưởng người ta và tỉnh ngủ. Lâu lâu mình làm cho ta cười cái là ta tỉnh. Chứ nếu như mình ru hoài ta ngủ á, mình mà lên mà mình nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chùa chiền mới xây số lượng người rất là đông, thầy bây giờ đang lo lắng rất là nhiều việc, cuộc sống của chùa bây giờ cũng đang kẹt cái lắm quý Phật tử đó. Ở dưới người ta ngồi mình gu mà, hiểu không? Nhưng mà mình nó niệm Phật chứ nó có lực nghe. Mình lâu lâu mình giảng mà mình hét một tiếng người ta cũng thấy tỉnh đó, thấy áp phê, không có giỡn đâu. Còn gặp mà mình không tiểu tu, mình không niệm Phật chứ mình hét cho người bê đi, hét kỳ cục lắm, ngủ thêm luôn. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là mỗi một con người chúng ta làm một cái ngành nghề gì nó thành ra một cái kinh nghiệm, nó thành ra một cái kinh nghiệm. Nên mấy chú quay phim mà mấy chú lựa cái người nào mà chuẩn bị hôn chồng mấy chú gọi mở mắt ra chứ thì sao, ngồi kế bên mình thấy ai mà ngủ gục mình không dám khiêu. Có cái bà này mắc cười ghê, bà ngồi bà tu bà buồn ngủ, bà ngủ bà kia khiêu bà, mà cái ngã con người nó ghê thiệt. Khiêu bà ăn cái thì người ta khiêu mình cảm ơn người ta đi, khiêu bà ăn cái bà nhúc nhích mà bà vẫn nhắm mắt. Xong bà này khiêu thêm cái nữa, bà nói ê, nó vừa vô có một chút khiêu cái mắt tiêu. Bà kia nói ủa vô cái gì? Bà là vô định. Ồ, cái ngã của người ta ghê lắm quý vị. Đã là ngủ người ta khiêu, người ta kêu thức giùm để đi niệm Phật. Vậy đó. Mà phiền não, phiền não nói rằng đang ngồi vô định mà khiêu chi. Đó, thấy không? Nên chúng trong chùa bị nhớ nè. Có một cô này có hỏi một câu rất là hay. Thầy ơi, con lên chánh điện con tu mà con cứ ngủ gà ngủ gật hoài, thầy chỉ con cách nào để con hết ngủ. Nhưng Đức nói có một cách rất là hay, màu đó giờ ít ai dạy. Nhưng Đức dạy cô lắng nghe nghe. Cô nói dạ thầy nói con nghe, cô nghe kỹ nghe. Nói dạ thầy nói đi con nghe kỹ. Chuẩn bị chưa? Nó làm cho người ta giống như là nó phải chuẩn bị một cái gì quan trọng quá, hiểu không? Thì Như Đức nói buồn ngủ quá phải không? Ngủ đi. Buồn ngủ quá mà. Buồn ngủ quá thì ngủ đi. Chứ làm sao? Rồi lúc nào mở mắt ra thì niệm Phật liền. Nhưng mà không được về phòng ngủ, ngồi tại chỗ đó ngủ. Không, người này cũng gan. Thí dụ như vậy, Vi ngồi phía trước gì đi, Vi ngồi Vi ngủ gà ngủ gật, Vi nằm chỗ đó Vi ngủ, Vi công nhận Phật cũng thương Vi. Tại vì sao? Vì mình gan quá. Trước mặt bao nhiêu con người mà nằm ngủ ngon lành, mà khi những cái người mà họ nằm họ ngủ gì đó quý vị, thời gian tu của họ nó mau, nó qua một cái vèo một tiếng mấy cấp kỳ. Mà có khi có nhiều cô còn gặp những Đức nói thầy ơi cho xin cái thời khóa thêm nửa tiếng. Không mà quý vị công nhận không, mình lên mình ngồi niệm địa chung và mình lễ Phật á, có khi mình còn coi đồng hồ,
Nhưng mà mình ngủ sao cấp kỳ à nghe. Thì vị biết rằng là ngủ là sức định nó rất sâu à, rất sức định rất là sâu. Nhưng mà do con người chúng ta là mình nặng nề, mình bị chấp tướng vô đó. Chứ khi mà mình tu mà mình buồn ngủ quá thì mình nhắm mắt một chút, mình mở mắt ra là tỉnh veo. Thí dụ như có những người, người ta lễ Phật đi, ta mở mắt gì nè, một chút cứ nghe cặp mắt người ta nó lờ đờ. Nên có khi mình lễ Phật mình mở mắt mình nhìn Phật, nhưng một chút mình cũng khép mi một chút. Một chút mình cũng im con mắt gì để mình lễ Phật, nhưng một chút mình mở ra mắt mình sáng dữ lắm. Chứ đừng có bao giờ mình dùng con mắt mình cứ nhìn hoài với một trọng tâm nào, trọng điểm nào. Mình nhìn một chút có khi con mắt mình nó cũng nặng nề, căng thẳng nữa. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta điều tiết cách tu làm sao mà phù hợp nhất cho căn tính của mình. Nhưng mà nhớ kỹ một điều, đừng bao giờ bỏ chánh điện. Thì thời gian lâu dài 3-4 năm sau là quý vị sẽ hoàn toàn chuyển nghiệp liền. Dù buồn ngủ nhưng tuyệt đối đừng bao giờ bỏ chánh điện. Buồn ngủ nhưng đừng bỏ chánh điện. Chứ đừng có buồn ngủ mà đi ra ngoài đi vòng vòng để câu giờ cho hết giờ. Đừng có làm cách này. Hoặc là đừng bao giờ lên phòng nằm ngủ, đừng làm cách này. Mà chúng ta ngồi tại chỗ đó luôn. Nhưng mà lâu ngày vài năm sau chuyển nghiệp liền. Chuyển liền 100% chuyển. Nhưng nếu quý vị mà bỏ chánh điện là quý vị không chuyển đâu. Mãi mãi bị gì luôn. Còn hoặc là buổi sáng mình lỡ mình ngủ quên, giật mình chạy xuống liền, xuống tu liền, không nói vòng vo chứ. Chứ tuyệt đối không có cái chuyện mà ngủ quên rồi bắt đầu là đấu thừa hoàn cảnh, ngủ luôn, không có làm gì. Nên mình không có được chút nào cả. Nên mỗi một con người mình đi đến đây mình tu á, mình nhiệt tình thì mình được nhờ, mà mình không nhiệt tình thì mình không có lợi ích. Nên cái chỗ nhiệt tình là cái chỗ cực kỳ quan trọng. Nên mỗi một con người mình phải hiểu cái nguyên lý này. Khi hiểu rồi, thí dụ như tự nhiên trước công chúng mình cũng tu phước tu duyên được nữa. Quý vị thấy con người mình nó dễ buồn ngủ không? Như cái giờ này thôi nè, mà những đức ngồi để chia sẻ Phật Pháp, mình đức nhìn xuống, những đức nhìn có những cặp mắt là người ta đơ đơ. Quý vị thấy con người mình không? Nó cái vô minh kinh lắm, nó nặng lắm, không giỡn đâu. Nên cần mà đèn bắt nó chói chói sáng sáng nó cũng đỡ. Thí dụ như mà trên đây mà đèn sáng quá, mà ở dưới mà đèn mờ mờ nha, ở trên đây mà nhìn xuống dưới nó bị tối. Cái cách giảng pháp nhìn nó không có đặc sắc gì mấy. Mà ở dưới đó mà mờ mờ mà nhìn ở đây quá chói thì trên kia mắt bị nó giống như nó căng mắt mình lại. Nên làm sao mà giữa ở đây và ở kia nó phải cân bằng cái độ sáng. Thì như vậy nó rất là đúng. Tại ở đây nó sáng quá, dưới tôi nhìn lên thì rất là khó chịu. Mà ở trên đây quá sáng, cặp mắt mình nó tiếp nhận ánh sáng cao, mà mình nhìn xuống bên dưới thì tự nhiên mình thấy dưới nó tối. Nên cái góc độ mình nhìn con người ta nó không được rõ ràng. Nên cái giảng pháp mình nó cũng không được đạt như là mình nhìn người ta được rõ ràng. Nó đây là cái mà nó rất là kết hợp luôn đó quý vị. Nên cái ánh sáng mà ở dưới á, nhìn vậy đó mà quay phim á, nó vừa người lắm á. Cái phim rất là đẹp. Nhưng mà ánh sáng phía trên này nó quá chói, có khi nó hình thành ra cái hình người rất là vàng. Vì sao biết không? Tại vì y vàng khè. Cái ánh sáng nó chói vô y nó vàng quá, nó bật lên gương mặt mình. Mặt mình vàng luôn. Nó không còn là cái da mặt bình thường nữa. Một cái da vàng khè. Nó mấy bộ phim sau này đó. Nên cái để ý của hình ảnh và đèn đồ kết hợp khi thành hình ra một buổi giảng, nó quan trọng lắm á quý vị. Nó rất là quan trọng luôn. Nên tại sao mà lễ mà một ngày 4 buổi mà những đức giảng, người ta nghe mà nó vô trọng tâm được quý vị biết không? Là do cái tâm con người mà khi ngồi học tập với con người giảng pháp nó kết hợp lại nha. Mà một ngày 4 thờ mà người ta vô mà đông chặt nứt luôn, mà người ta ngồi người ta nghe người ta quan hỷ được, là do ngay chỗ nào? Nó kết hợp được đó quý vị. Nó kết hợp được giữa người giảng và người nghe, người lắng nghe và người chân thật giảng. Nên mỗi một con người mình sống trong cuộc đời này, quý vị biết rằng Phật Pháp nó là một cái phương pháp rất bình dị, rất là đơn giản. Nó không có một cái gì cao xa hết chứ. Mà cũng ít có ngôi chùa nào mà tự nhiên người ta lôi chúng người ta ra như gì để người ta học tập gì đến chi, quý vị không? Đó là nãy như Đức nói đầu tiên cho quý vị nghe đó. Người nhà quý vị khắp nơi nơi coi nhìn thấy được quý vị. Rồi thêm nữa lâu lâu quý vị được lên hình ảnh những công đoạn này bật lại cho người ta coi. Tự nhiên người ta thấy, ô kìa mình kìa, à, cũng được nha. Thấy mình cũng sáng sủa bị nhớ nha. Mình đi tu mà mình sáng sủa mình có được là mình thích tu. Những đức nói 100% luôn, nếu như quý vị mà đi tu mà bị cái mặt héo hon, bèo nhèo, cái mặt như con mèo, là quý vị không muốn tu.
Không muốn tu đó đừng có nói chuyện giỡn chơi. Nên những đức đó, cái đề xướng tư tưởng của những đức là gì? Đi tu ăn chay là phải mập. Ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được là phiền. Đúng không? Cứ là ăn được ngủ được là tự nhiên như thế nào là đặc biệt à. Trước nhất là quý vị tu trong cái cuộc đời này mà quý vị ăn được ngủ được là nó quá đặc biệt rồi. Chứ ngoài ra ăn không được ngủ không được là bị có bệnh rồi đó. Nên những người mà bị ung thư, bệnh này bệnh kia đồ mà tự nhiên vừa bệnh ung thư là chuyển qua cái thức ăn mà gọi là thực dưỡng đồ này kia đó. Mấy vị mà quá ốm là tự nhiên quý vị biết sao, bị chán tu liền. Quá ốm, cái người này quá ốm rồi là họ chán tu liền. Họ quá ốm rồi là tự nhiên á, họ tự nhiên tâm trạng của họ nó bị nặng nề, là khó chuyển biến được cái bệnh họ lắm. Còn thí dụ như họ ăn chay bình thường, họ ăn uống bình thường, họ vẫn giữ được cái tạ người họ bình thường, thì tự nhiên họ thấy họ đâu có xuống sắc đâu, nên họ không có bị tiêu cực. Nên mình đi tu mà mình ăn chay, mình niệm Phật, mình tu trong chùa mà có da có thịt mập mạp, người ta nhìn mình người ta cũng muốn tu. Người ta vừa nhìn mình là người ta muốn tu liền. Còn nhìn cái người mà sơ xác ốm nhơm ốm nhách, nó như những quan thì ngoài lệ đi. Nghĩa là nhận quan là chờ cơ hội mập. Quý vị mà biết nhận đại hồi xưa, trời ơi, nhận đại hồi xưa mà ổng là gọi là ra đường gió bay, mấy người dịnh ông lại, gió thổi mạnh là ông bay dù dù, ốm đến mức vậy luôn, quý vị biết rồi đó. Vậy mà bây giờ tròn gió, nó đến lúc ăn chay đến lúc tự nhiên nó mập lên là nó mập đặc biệt lắm. Nhưng mà lạ nghe nghe, như Nhuận Quang mà sau này ông mập lên là ông mập chắc. Tại vì cái nền ổng nó đã có nhiều năm ốm, nó chắc ở bên trong sẵn, mà khi nó nở ở bên ngoài là trong nó cứ ngắt. Hiểu chưa? Hiểu không? Còn mấy cái người mà tự nhiên á, ta mới vô chùa mà ta mập liền, nhìn thì mập lù mà trong nó bọng than. Quý vị biết cái trái mà tự nhiên mình bỏ cái chất gì vô mà nó ú ra mau quá là trong nó bọng, đúng không? Nó không có chất. Nhưng mà cái trái nó có thời gian lâu năm là cái trái mình cắt ở trong nó chắc ruột lắm quý vị. Để ý vậy đó. Nên mấy cái người mà ốm như những quan mà khi ông mập lên là ông cứ ngắt. Nó không phải dễ đâu. Nên quý vị coi Nhuận Đức là từng ốm nè, Nhuận Đức có 40 mấy ký nè, bây giờ Nhuận Đức 75 ký nè. Quý vị coi thịt da Nhuận Đức cứ ngắt nè, ngon lại bóp thử coi biết. Nên mấy sư cô bóp thử cái. Thấy chưa? Nên từ nơi đó thì biết rằng là nó ốm mà nó mập lên nó chắc dữ lắm. Nên yên tâm đi, cứ an lạc vui vẻ, từ từ nó nở lên là bự dữ lắm. Nên Nhuận Đức nó rất là chủ trương cho chúng trong chùa mình, từ các cụ già cũng gì, ăn được ngủ được mà ăn tại bàn chứ đừng có đem lên phòng ăn thôi. Hiểu không? Rồi tới giờ ngủ ngủ ngon lành, vậy là mừng giùm cho các cụ rồi đó. Tự nhiên nhìn các cụ và con cái vô thăm, tự nhiên nhìn ông bà cha mẹ của mình tự nhiên thấy vui lòng. Nhuận Đức nó thật sự chứ con cháu mà nó coi nghe các cụ, hình ảnh mà các cụ đang ngồi chia sẻ, nghe chia sẻ Phật pháp gì mà vui gì nghe các cụ. Ôi ơi con cái nó nhìn nó yên tâm dữ lắm. Mà nhiều người già người ta nhìn các cụ người ta muốn vô chùa người ta tu. Nhiều người già người ta nhìn các cụ người ta muốn vô chùa người ta tu đó các cụ ơi. Nên từ nơi đó mà mỗi một cụ mà mình hiện được cái tướng vui vẻ an lạc đó nghe, là tự nhiên người ta nhìn mình là người ta muốn người ta tu rồi đó. Đó mà thật sự mà nói những đức ngồi đây nhìn xuống thấy chúng của mình là thật sự. Chúng của mình ai cũng sáng sủa chứ. Cả những quan bấm nhơ bấm nhách mà ông cạo đậu đá bi là cũng sáng sủa. Hiểu không? Sáng rõ ràng mà mấy cô. Không mà công nhận mấy chú sau lưng này cũng không phải tầm thường nha. Như chú Trung này ông bự con, sau này ông bên cái khâu mà chăm mấy ông cụ yếu, phòng hộ niệm đồ này kia, tướng này bự con. Vô mà ai mà hộ niệm mà bà nào mà lâu đi quá ông vô ông khè cái đi liền luôn. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà tướng bự con. Bạn hậu vô thôi mà tưởng đâu các vị cao thủ võ lâm. Hiểu không? Đó nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho chúng chùa mình ai cũng là người biết ơn. Trên là hòa thượng xây chùa, ai ở đây cũng phải ơn, nhớ ơn hòa thượng xây chùa.
Nên cái tâm biết ơn đó, nên quý vị coi tối nào khi công phu xong, khi cái bài hồi hướng là cái đầu tiên cầu an, phải rõ ràng cầu an cho Hòa Thượng Viện Chủ không? Nó rõ ràng mà, đó là cái tâm cảm ơn Hòa Thượng. Hòa Thượng ngày 82 tuổi cầu nguyện Hòa Thượng ngày sống thọ, để mình nương vào cái đức của Ngài để mình giúp chúng sanh. Nên lúc nào cũng cầu nguyện cho Hòa Thượng sức khỏe. Đó thì tối nào mình tu mình cũng nhớ ơn Hòa Thượng, xây chùa mình hồi hướng cầu an cho Hòa Thượng. Từ cái tâm đó gọi là có nguồn gốc đó quý vị. Nên tất cả người đi đến đây hết sức là trân quý một cái hoàn cảnh như vậy. Trong khi cái thời cuộc bây giờ khó khăn gì mà mình lại được bình yên, có cơm ăn áo bận, yên tâm mà tu và sống mỗi ngày có nụ cười, vì là thấy mừng lắm rồi. Đây là ơn của Phật, ơn Bồ Tát, ơn của Thầy dạy, ơn của Hòa Thượng xây chùa đầy đủ lắm. Nên chúng ta phải mang tâm cảm ơn để mà cố gắng tu hành, để đời này mình về cực lạc để trả ơn nha. A Di Đà Phật. À, chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.